quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Vì sao Thùy Tiên đăng quang Miss Grand 2021, giới chuyên gia vào cuộc lên tiếng dự ồn ào mua giải? Tân Hoa hậu Hòa Bình, Thùy Tiên được nhận xét thể hiện tốt trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Ở đêm chung kết, cô gây ấn tượng về kỹ năng ứng xử và trình diễn. Hành trình Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021 khép lại bằng đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 4 tháng 12 tại Bangkok, Thái Lan. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô gái sinh năm 1998, đến từ Việt Nam, giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của Thùy Tiên tại đấu trường nhan sắc lớn thứ 6 trên thế giới khiến khán giả yêu sắc đẹp trong nước phấn khích. Trao đổi với chúng tôi sau khi đêm chung kết Miss Grand International, ông Angel Santos, chuyên gia đào tạo Hoa hậu Philippines, cho hay Thùy Tiên là thí sinh nổi bật từ những vòng ngoài của cuộc thi. Việc người đẹp 23 tuổi lên ngôi nằm trong dự đoán của ông cùng nhiều chuyên gia sắc đẹp khác. Thùy Tiên nỗ lực và khát khao chiến thắng. Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng Thùy Tiên, ông Angel Santos mở lời trong buổi trò chuyện với chúng tôi. Chuyên gia đào tạo Hoa hậu Philippines kể ông đã dành hơn 3 giờ đồng hồ để ngồi theo dõi đêm chung kết Miss Grand International 2021. Ở những giây phút cuối cùng, khi tên của Thùy Tiên được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, Angel Santos đã vui mừng, hào hứng. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trở thành Miss Grand International. Lúc đó, tôi thậm chí đã khóc vì hạnh phúc. Thùy Tiên xứng đáng với ngôi vị cao quý ấy, ông nói. Theo Angel Santos, ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, cô gái 23 tuổi đã tạo ấn tượng tốt với giám khảo và được đánh giá là một trong số ứng cử viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu năm nay. Chuyên gia người Philippines cho hay, ưu thế lớn nhất của Thùy Tiên là khả năng tập trung cao độ, dễ dàng hòa nhập với môi trường mới và khát khao chiến thắng. Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy cô ấy là một người mạnh mẽ, có tính chiến đấu cao và rất nỗ lực. Trong đêm chung kết, Thùy Tiên thật lộng lẫy, ông nhận xét. Lý giải chiến thắng của Thùy Tiên trước nhiều ứng viên nặng ký khác đến từ Puerto Rico, Brazil, Ecuador và Nam Phi trong đêm chung kết Miss Grand International, ông Angel Santos nói đại diện Việt Nam có sự bứt phá rõ rệt. Đặc biệt, phần ứng xử của Thùy Tiên thuyết phục chuyên gia Angel Santos. Cụ thể, với phần hùng biện về chủ đề hòa bình, cô gái sinh năm 1998 chia sẻ, hòa bình giống như không khí quanh ta, hàng ngày chúng ta sống được nhờ không khí, nhưng không cho rằng việc bảo vệ nó là trách nhiệm của chính chúng ta. Chiến tranh là cuộc chiến giữa ác quỷ và thiên thần trong mỗi người, vì vậy chỉ chúng ta mới có thể quản lý và kiểm soát nó, cô nói. Ngoài ra, với câu hỏi cuối cùng để phân định sự thắng thua trước đối thủ đến từ Ecuador, Thùy Tiên tự tin trả lời bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái Lan. Việc Thùy Tiên sử dụng tiếng Thái Lan tại nơi tổ chức cuộc thi khiến cho cô ấy càng nhận được cảm tình từ nhiều người yêu mến sắc đẹp ở đây. Điều này chứng tỏ cô ấy tự tin, thông minh, khéo léo. Đồng thời, tôi cũng dành lời khen cho ekip đã chuẩn bị chu đáo cho thí sinh năm nay, ông trao đổi thêm. Kỹ năng cắt quốc và hình thể cải thiện. Ngoài Thùy Tiên, chuyên gia người Philippines khen ngợi thí sinh đến từ Brazil. Tôi ấn tượng với đại diện đến từ Brazil từ vòng ngoài. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cuối cùng giữa đại diện Việt Nam và Ecuador, tôi chắc chắn ngôi vị cao nhất đến với Thùy Tiên, ông nói. Là huấn luyện viên cắt quốc chuyên nghiệp, ông Angel Santos đánh giá cao khả năng trình diễn cắt quốc của Thùy Tiên trong đêm chung kết. Ông chấm 9 trên 10 điểm cho người đẹp Việt Nam với phần cắt quốc. Trước đây, Angel Santos từng có thời gian hướng dẫn cắt quốc cho Thùy Tiên và một số người đẹp như Tiểu Vy, Phương Nga, Lê Âu Ngân Anh tại Việt Nam. Ngay sau khi đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, chuyên gia đào tạo Hoa hậu đã đăng tải một số hình ảnh bên Thùy Tiên. Theo Angel Santos, trong khoảng thời gian ngắn ngủi gắn bó, Thùy Tiên đã để lại ấn tượng với ông bởi tính cách gần gũi, vui vẻ và chăm chỉ. Kỹ năng cắt quốc và hình thể của cô cũng cải thiện sau nhiều năm. Người đẹp 23 tuổi từng đưa ông đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy biết tôi thích ăn những món bánh làm từ gạo và tôm của Việt Nam nên đã nhiều lần mời tôi. Tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp, Angel Santos nhớ lại. Ông Angel Santos cho biết trong nhiệm kỳ của mình, Thùy Tiên nên dành thời gian để tận hưởng những gì tuyệt vời nhất. Cô gái 23 tuổi tiếp tục tự tin và hoàn thành trọng trách của bản thân một cách tốt nhất để xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.
Tôi biết Thùy Tiên rất hiếu thắng, những gì cô ấy muốn là cố gắng, nỗ lực để làm được. Chúc cô ấy sức khỏe và thành công mới, ông nói. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.